Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đây là video clip mình sẽ làm về cái tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Canh Tuất của các anh các chị. Phải nói rằng là các anh các chị trải qua cái năm Mậu Tuất 2018 với đầy những khó khăn, với khá nhiều bất trắc, cho nên là chuyển qua cái năm 2019 với 6 tháng đầu năm thì cũng chưa có nhiều tín hiệu tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải nói là như vậy này, đơn giản thôi, cái hậu quả để lại từ cái năm 2018 nó quá lớn lao. Thì nửa đầu năm 2019, tuy rằng có các anh có cái sao Thái Dương, một cái phúc tinh về công việc, may mắn về danh lộc, tuy nhiên cũng không có bù đắp mấy được cho những cái rắc rối mà của cái năm 2018 nó để lại. Mà phải nói là vào những tháng này của năm thì mới bắt đầu đỡ tới tháng 5. Tại vì trong đó thì tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì tháng 3 là vẫn là tháng Mậu Thìn, nó đem nhiều điều không tốt đẹp cho người Canh Tuất. Cho nên là tới tháng 5 này thì mới bắt đầu đỡ một tí xíu. Với thổ vượng ha, tháng 5, tháng 6 thổ vượng nó tốt cho người mệnh Kim và nó đem đến cái sự dễ chịu hơn trong công việc, cho nhiều thứ. Thì em đã làm cái vận hạn cũng như cái tử vi của 6 tháng đầu năm rồi. Bây giờ thì em sẽ chỉ đi vào cái tử vi, cái vận hạn của 6 tháng cuối năm thôi. Thì ở 6 tháng đầu năm thì em sẽ chia ra nam riêng, nữ riêng. Tuy nhiên đó là về phần tử vi. Còn về phần vận hạn thì nó sẽ giống nhau, nam nữ gì cũng giống nhau. Ví dụ tốt thì người có sao tốt, mệnh tốt thì hạn tốt thì sẽ được tốt hơn cái người có sao xấu, hạn xấu. Thí dụ như là nam mạng năm nay các anh có sao Thái Dương, một cái phúc tinh chiếu mạng. Tuy nhiên mà nữ mạng thì có sao Thổ Tú, một cái sao đem tới rối rắm và nạn tai, bất an đến cho các chị. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào từng chi tiết của cái từng tháng, coi với cái các anh các chị thì nó sẽ ra sao. Dù rằng các anh là có sao Thái Dương, người ta nói sao giá Thái Dương mà xuất hiện là may mắn, phúc lộc tốt. Tuy nhiên là Thái Dương nó thuộc hành hỏa, nó hỏa cực mạnh, cho nên các anh người mệnh Kim các anh cũng không cảm nhận thấy nó tốt đẹp gì cả, và thậm chí là nó có một cái gì đó hơi khó khăn ở cho tuổi của các anh, cho nên là cũng không có êm xuôi. Thôi bây giờ mình sẽ xét kỹ coi là tới tháng 7 này nó sẽ ra sao. Từ tháng 7 cho đi thì tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Nhâm Thân đó, là sẽ là tháng Nhâm Thân. Thì sẽ Nhâm Thân thì là Kim. Như vậy mệnh, xét về trụ mệnh của tháng với lại mạng của các anh thì là Kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề với cái tháng 7 âm lịch. Thiên can chữ Canh chữ Nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của Canh là Kim, nạp âm ngũ hành của Nhâm là Thủy, cho nên có thể nói là thuộc dòng tương sinh Kim sinh Thủy, tài lộc sẽ phát sinh nhưng không lớn được. Tại vì chúng ta là Canh mà là Kim, chúng ta sinh ra nước chứ không phải là chúng ta là Thủy mà được Kim sinh ha, cho nên là cũng không có gì hết, không quá khó khăn về tiền bạc. Tuy nhiên có thu nhập đi nữa thì cũng không lớn lao. Tiếp đến đó là về phần địa chi, đó là Thân Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hạ, cũng không có tương hợp với nhau về mặt tử vi. Tuy nhiên Thân thì thuộc Kim, Tuất thì thuộc Thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh Thổ sinh Kim, cho nên là gia đạo sẽ có nhiều niềm vui, không có rối rắm ở trong gia đạo. Cũng thoải thôi ha, tháng 7 là đang những cái tháng hè, mới vừa sang đầu thu thì cũng không có việc gì quá lớn đối với con cái, với vợ chồng. Tiếp đến là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 thì tháng 8 là tháng Quý Dậu, cũng tiếp tục là một tháng Kim. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 7, đồng hàng, bổn mạng, sức khỏe không có vấn đề. Thiên can thì Canh Quý không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như ở trên. Tự vì Nhâm Quý là thuộc Thủy, Canh thì thuộc Kim, như vậy là thuộc dòng tương sinh Kim sinh Thủy, bổn mạng, tài lộc cũng không có vấn đề,
thậm chí là có phát sinh nhưng không có lớn lao ha. Rồi tiếp tục đến tháng Giáp Tuất. Có thể nói tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng xấu nhất của người tuổi Canh Tuất, nam hoặc nữ mạng. Nhưng mà nữ mạng sẽ xấu hơn với cái sao chủ là Thổ Tú, nhiều rối rắm và âu lo. Vì sao? Chúng ta sẽ xét ha. Mệnh là hỏa khắc kim, tháng Giáp Tuất là tháng hỏa, hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng không có tốt, cẩn thận sức khỏe và tai nạn. Thiên can thì chữ canh của các anh các chị khắc chữ giáp, thiên can khắc tháng, công việc cẩn thận, nhiều khó khăn, âu lo, đặc biệt là với các chị nữ ở trong cái tháng 9 này, nhớ cẩn thận. Rồi địa chi Tuất gặp tuổi Tuất gặp tháng Tuất là năm sinh tháng tuổi, nhiều khó khăn trong gia đạo, sẽ có buồn phiền rắc rối gây gổ. Cho nên rõ ràng là với cái tháng 9, ba cái trụ mà xét về về cái vận hạn thì chúng ta các cái người mà tuổi Canh Tuất đều gặp khó khăn cả. Như vậy thì hỏi làm sao mà chúng ta không khó khăn. Nếu là em thì em sẽ né cái tháng này ra. Gia đạo thì nhịn, công việc thì nhu, sức khỏe bị như thế này thì tránh nên đi xa, đi vào vùng những nguy hiểm ha. Nó sẽ đến với mình nhiều cái điều rất là khó khăn. Cho nên là cẩn thận. Nhưng mà nói thật sự là như đã nói ha, đức năng thắng số, khó khăn như cái năm 2018 mình còn bò được, huống hồ chỉ là cái tháng này, ở trong một cái năm mà mình cũng được nhiều điều tốt đẹp về sao mạng. Đối với các anh, các chị thì chỉ có rối rắm bất an thôi. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 10 âm lịch đó, thì nó là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh thì hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng thì phải đề phòng nhiều điều ha, sức khỏe, thậm chí là tai nạn nhẹ, tai nạn thôi chứ còn nhẹ không là em chưa biết nha, cẩn thận đó. Tuy nhiên là thiên can của cái tháng 10 thì rất là tốt đẹp, đó là thiên can Ất với canh là thuộc ngũ hợp, công việc sẽ tốt đẹp, dễ sinh tài lộc. Thiên can gặp ngũ hợp thì công việc nó hanh thông nhiều hơn. Rồi địa chi Hợi Tức là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Như vậy đỡ hơn tháng 9 là cái chủ thiên can và chủ địa chi của tháng 10 là bước một cái là được ngũ hợp, đúng không? Chỉ có cái phần bổn mạng thôi, cho nên là phải nói là tháng 10 tốt đẹp hơn ở trong công việc. Tuy nhiên là vẫn phải đề phòng về cái việc là sức khỏe của mình ha. Nếu là các anh thì các anh các chị thì em sẽ phải cẩn thận như vậy. Đặc biệt là các chị có cái hạn hình tiền phòng bệnh nặng, cho nên là với cái mà bị hỏa khắc kim của mình thì nhật nó còn xấu hơn về bổn mạng nữa, cho nên là về sức khỏe nữa, cho nên là cần cẩn thận nha. Tiếp tục là tháng 11, tháng Bính Tý, một tháng thủy. Như vậy xét về mệnh là mệnh kim của các anh các chị sinh ra thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng một tí xíu, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là ở trên ha, là bị tương khắc. Rồi thiên can của Bính Tý là chữ bính hình chữ canh, cho nên là thiên can, người ta gọi là thiên can khắc, tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều bất lợi không vui, thậm chí nếu như các anh có làm việc mà gì vậy bất không có ngay thẳng ở trong tháng này thì dễ đáo tụng địch, đặc biệt các chị thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn ở trong tháng 11 này, với nhiều cái khắc của thiên can bính khắc canh của mình ha. Địa chi thì là Tý Tuất, tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng 11, tháng Bính Tý, các chị phải cần rất cẩn thận. Lý do tại sao? Khi mà bổn mạng của mình bị sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng sẽ bị lu mờ. Mà khi nó bị lu mờ thì dễ hiểu thôi ha, phá và bại tinh sẽ được cơ hội mà bao trùm cái xấu lên bổn mạng của mọi người.
cái vận hành vận vận hạn của mọi người, nhất là nữ mạng với cái sao Thổ Tú ha. Rồi tiếp đến đó là tháng cuối cùng trong năm, tháng Đinh Sửu. Tháng Đinh Sửu tức là tháng Chạp của năm Kỷ Hợi 2019, tiếp tục là một tháng Thủy. Như vậy mệnh Kim sinh Thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng một tí xíu ha. Rồi bốn cái tháng ha, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì bổn mạng có vấn đề, tuy nhiên là tháng 9, tháng 10 thì nặng nề hơn. Tháng 11, tháng 12 thì rõ ràng là mới sinh xuất thôi, chỉ có bệnh thuốc men tí là cũng khỏe lại. Nếu có bị xây xát tay chân thì cũng nhẹ nhàng, không có nặng nề. Địa chi của cái tháng 12 là Sửu, Tức, Thìn, Tuất, Sửu, Tức, Sửu ở gần nhau trong trong tứ hành xung, thì cái phần xung khắc của nó rất lớn. Đặc biệt đây là nó Tý Tuất là thuộc cái nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. Rõ ràng mình với chữ Canh với mà bị chữ Đinh Sửu này đấy, thì mình rõ ràng là mình bị bên yếu, mình là bên yếu, Sửu là bên mạnh, cho nên là gia đạo sẽ có chút buồn phiền, không vui vẻ. Dễ sinh những cái việc mà mình cảm thấy là không có hài lòng ở trong gia đạo. Thôi thì là đây là tháng cuối năm, nó chỉ mình chỉ làm việc, mình chỉ ấy ở trong khoảng nửa đầu tháng thôi. Tới ngày 20 là tháng tháng chạp là mình thấy là mình bỏ hết công việc rồi. 10 ngày cuối chỉ lo sắm sửa, lo cái việc về cuộc sống, về cái Tết nhất của chúng cái người Việt Nam của chúng ta, quan trọng nhất là cái Tết. Cho nên là hy vọng rằng với những cái thôi Tết rồi năm mới, năm cũ bước tới năm mới, năm mới bước tới năm cũ bỏ qua, mình giải quyết ôn hòa với nhau để có cái gia đạo tốt đẹp. Tuy nhiên là về phần thiên can, mà là bác ngũ hành của thiên can á, chữ Đinh thì thuộc hỏa, chữ Canh thì thuộc kim, cho nên là hỏa khắc kim. Cho nên là nếu như không lầm thì nếu mọi người cho vay hay là mọi người làm ăn mà cho thiếu nợ nần, nhất là các chị nữ, đến tháng này sẽ gặp buồn phiền, tự nhiên mình không lấy được tiền. Các anh nam thì với sao thấy âm thì còn có cũng bị nhưng mà không lớn, tức là không có cảm thấy ấm ức, nhưng mà các chị nữ thì cần cẩn thận ha. Rồi như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đây là một cái năm Kỷ Hợi, năm 2019 có nhiều cái tín hiệu tích cực tốt đẹp hơn cái năm Mậu Tuất 2018 rất nhiều, đặc biệt là với vận hạn 6 tháng cuối năm mà mình đã vừa trình bày. Hy vọng rằng đây là thông tin giúp được mọi người ở trong cái việc cương nhu trong làm ăn. Vốn dĩ những người Canh Tuất thì rất là nhạy bén và đặc biệt là có cái giác quan thứ sáu rất tốt ha. Hy vọng mọi người xem nó thấy hợp lý hay, mọi người chia sẻ và like cái video này đến nhiều người tuổi Canh Tuất biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo của mình về tử vi, có thể của chính những người Canh Tuất hoặc là người thân bạn bè, đặc biệt là những đứa con của các anh các chị tuổi Canh Tuất. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.